nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thạnh và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thân này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ liên hải biên tập minh tâm giá ngày hai mươi tháng ba năm 2011 địa điểm Tịnh Tông Học viện Úc Châu tập 333 chư vị pháp sư chư vị đồng học xin mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang 388 Bắt đầu xem hàng thứ ba điểm từ dưới lên Nạn cuối cùng trong tám nạn Tám là Sinh tại Phật tiền Phật hậu nạn vị Phật xuất hiện ư thị di đại đạo sư liên chư chúng sanh ly sanh tử khổ đắc miết bàn lạc nhân hữu duyên già nại đắc trực ngộ ở đây nói rõ thân người khó được Phật Pháp khó nghe Duy chỉ có Chư Phật Như Lai Pháp Thân Bồ Tát Xuất hiện tại thế gian Có thể giúp đỡ chúng sanh khó ly Sự khổ luân hồi Trong ba cõi sáu đường Được Niết Bàn an vui Niết Bàn là tiếng Ấn Độ Nghĩa thật sự của nó Là đắc tịch lạc là an lạc bất sanh bất diệt ngược lại với nỗi khổ sanh tử người có duyên duyên này hiểm lắm mới có thể gặp được Chúng sanh trong sáu đường Gặp được Phật xuất thế Điều này không nhiều Rất là ít ỏi cho nên gặp được rồi Đó thật là điều quý giá Suốt đời này Chúng ta Tuy không gặp được chánh pháp của Phật Không gặp được Phật Thích Ca Mâu Ni Nhưng cũng rất may mắn Sinh vào thời mạt pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thời mạt pháp 10.000 năm theo ghi chép cổ xưa của người Trung Quốc Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Sau khi diệt độ cho đến ngày nay Là 3038 năm Về sau nữa gần 9.000 năm Cơ hội thật sự rất là khó được thật sự có duyên gặp được phật rồi gặp được rồi bản thân phải có thiện căn phước đức thiện căn là gì đó là gặp được phật rồi có thể tin có thể hiểu đó là thiện căn có thiện căn nhưng vô phước cũng không được phước là gì phước là thật làm Thật sự y giáo phụng hành Người này có phước rồi Phước như thế nào? Diễn diễn thoát ly Sanh tử luân hồi trong sáu nẻo Đó là đại phước Phước lượng thù thắng không gì sáng chị Chẳng có gì lớn hơn phước này nữa Người sanh vào thế giới Tây Phương Cực Lạc Tức là đã thành Phật rồi Nhưng Thế gian này có rất nhiều người Không biết thành Phật là gì Thành Phật nói một cách đơn giản Tức là quý vị thật sự rốt rào đạt được trí huệ viên mãn Phước báo viên mạng Cách nói này mọi người dễ hiểu hơn Trí huệ phước báo đến viên mạng rốt ráo Đó là thành Phật vậy Bồ Tát đạt được chưa viên mạng A-la-hán-bích-chi-phật à, cũng chỉ đạt được phần nhỏ Thế nên người thế gian chẳng cần nói nữa Người thế gian Chúng ta nói thiên dương Thì phước báo đã lớn rồi Đau lợi thiên dương Đại phạm thiên dương Ma hê thủ la thiên dương Là phước báo lớn nhất trong ba cõi Phước báo của họ Nếu đem so với A-la-hán Thì kém xa lắm Ngay cả A-la-hán Cũng không thể sánh bằng Thì làm sao sánh với Phật Vì sau một đời ta có thể đạt được Bởi vì ta vốn là Phật Trước này ta chưa hề bị Mê thất tự tánh Đọa lạc trong luân hồi Lúc đảo luân hồi là giả Không phải là thật Ở đây chúng ta sai lầm trầm trọng Cho đó là thật Không biết chân tướng sự thật Cho nên đời đời kiếp kiếp mê đắm Đó chính là tham luyện Tình chấp trong sáu đường Dù cho gặp Phật xuất thế Vẫn vậy thôi chẳng được lợi ích gì Quý vị nghĩ xem Tình chấp này Phiền não tập khí này Nắng nề biết bao Cho nên chúng ta thấy Đời này niệm Phật giảng sanh Dường như không khó Rất dễ dàng Trên thực tế Nếu như quý vị nhìn thấu Tất cả quá khứ dị lai Thì sẽ rõ Chắc chắn không phải là ngẫu nhiên Thế gian suốt thế gian Nhất định không có gì là ngẫu nhiên Cổ nhân nói rất hay Đó là nhất ẩm nhất trác Mạc phi tiền định Hai chữ tiền định này Dùng hay quá trong kiếp này chúng ta gặp được tịnh tông Niệm Phật giảng sanh thế giới cực lạ Thực lòng mà nói cũng là do tiền định Không phải ngẫu nhiên à, Tiền định là gì? Người giảng sanh Tuy kiếp này không gặp được Phật Pháp Đến trước lúc lâm chung dài ngày mới nghe được Họ nghe được liền có lòng tin Tin tấn niệm Phật Họ thật sự giáng sanh rồi Người thường chúng ta thấy người này Dường như may mắn quá Thời giận tốt thế Thật ra không phải Trong quá khứ Đời đời kiếp kiếp Từng tu tập pháp môn này Có những thành tựu tốt vì sao lại chưa giảng sanh Vì lúc lâm chung Một niệm nghĩ sai Không giảng sanh được Trong đời này Trước lúc lâm chung May mắn gặp được Lần này gặp được thì Những thiện căn phước đức quá khứ Trong A lại già được khơi dậy cho nên họ không hoài nghi họ có thể tin có thể hiểu lập tức phát nguyện cầu xin tiền độ họ thật sự giảng sanh rồi có gì là may mắn vậy nếu chúng ta hỏi chúng ta làm gì có được thiện căn phước đức nhân duyên này nghi vấn này. Có lẽ quý vị thật sự không đủ thiện căn nhân duyên phước đức không thể nói là không có. Vì sao vậy? Nếu không có thiện căn phước đức nhân duyên thì kiếp này quý vị sẽ không chịu nghe pháp. Nghe ở đây niệm Phật liền bỏ đi nhanh chóng đi qua. Không muốn nghe, không muốn tiếp xúc nhưng vẫn còn có thiện căn vì sao vậy vì quý vị đã gặp được phật pháp gặp rồi nhưng không tin đó là do thiện căn mỏng mới có hiện tượng này nếu như gặp được thiện hữu thiện hữu không ngừng dẫn dắt bạn không muốn đi Ngài mất lòng Thầy có lỗi Không thể không đi Vậy là quý vị đã có duyên rồi Đến chùa nhiều Dần dần hiểu ra Rõ ràng vấn đề Thiện căn liền sinh khởi Nghĩa là Dần dần khơi dậy Chủng tử thiện căn phước đức quá khứ Cất giấu trong thức A lại gia của quý vị khơi dậy được nó nó liền hoạt động tính tâm của quý vị sẽ ngày càng tăng trưởng những hiểu biết của quý vị cũng sẽ ngày càng mở rộng Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm sau Quý vị thật sự tin rồi Thật sự đã phát nguyện Thiện căn phước đức của quý vị Kết hợp với thiện căn phước đức trong quá khứ Vậy là năng lượng lớn lắm rồi Đời này chắc chắn được giảng sanh Đạo lý ở đây vậy Chúng ta không thể không hiểu đặc biệt ngày nay thiên tai đã xảy ra rồi hai năm trước trong lòng mọi người đã biết nhưng không nói ra Tôi do hỏi rất nhiều tu giáo Tham gia rất nhiều hội nghị Họ đều không bàn đến điều này Từ năm ngoái Bắt đầu có người bàn rồi Trong tôn giáo Không có gì là kiên cử nữa trong nhiều cuộc hội thảo giao lưu mọi người nêu ra vấn đề này trước mắt nhật bản bị động đất và nổ lò phản ứng hạt nhân Tình hình này rất nghiêm trọng Rốt cuộc hiện nay Nó phát triển đến đâu Không ai dám phản đoán Quan viên chiếm phủ Cũng đã bàn đến vấn đề này không còn cho rằng đây là thiên tai tự nhiên nữa mà do tâm bất thiện của con người chiêu cảm ra vậy một quan viên cao cấp nhật bản đã nói như vậy cách nói này Hợp với những điều đã nói Trong kinh điển Đại Thừa Chư Phật Bồ Tát cũng nói như vậy Tháng 8 năm ngoái Nhà khoa học người Mỹ Bladen Dự đại hội ở Sydney đã bàn đến vấn đề này cư dân trên trái đất này phải đối diện với dự đoán của ma già về tai nạn năm 2012 Về với tâm thái như thế nào ông yêu cầu mọi cư dân trên trái đất này cùng nhau bỏ ác làm thiện cái tà quy chánh tâm tánh ngay thẳng nếu như thật sự làm được như vậy thiên tai chẳng những không xuất hiện mà còn làm cho trái đất đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn những điều nhà khoa học người Mỹ nói à, Hoàn toàn phù hợp với Kinh Giáo Đại Thừa Trong Kinh Điển Đại Thừa Phật thường nói Nhất thiết Pháp tùng tâm tưởng sanh Tư tưởng của chúng ta bất thiện Ngôn hạnh bất thiện liền chiêu cảm rất nhiều thiên tai Kỳ thực có phải là tự nhiên, là cảm ứng vậy. Đức Phật dạy cảnh tùy tâm chuyện. Cảnh là quan cảnh vật chất bên ngoài. Theo tâm người nhiễm tình, thiện ác mà chuyện biến. Tâm người bất thiện càng chuyển càng sống tâm người lương thiện càng chuyển càng tốt cách nói này vượt qua cả khoa học kỳ thực ngày nay các nhà khoa học mũi nhọn những học giả nghiên cứu về lượng tử lực học họ hoàn toàn tán đồng cách nói của kinh điển đại thừa thừa nhận ý niệm con người nếu có thể tập trung sẽ sản sinh năng lượng rất lớn năng lượng này chúng ta không thể tưởng tượng được Đó chính là nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh Như Phật Pháp giảng Cho nên gặp Phật là duyên Có thể tin là duyên Có thể hiểu cũng là duyên Thật sự được giảng sanh Là duyên thành thuộc rồi Nếu người này sinh tại Phật tiền Phật hậu, Phật tiền Phật hậu này cần phải nói đến Pháp dẫn của Phật. Pháp dẫn của Phật một dạng hai ngàn năm. Sinh trước hay sinh sau khoảng thời gian này, không có duyên nghe được Phật Pháp. Khi mặt Pháp diệt rồi, trên thế giới này không còn Phật Pháp Những kinh điển này cũng không còn Trên thế giới này không còn tìm ra được nữa Nói cách khác Tuy trong A-lại gia có thiện căn phước đức không có nhân duyên thì nó không khởi tác dụng nên vẫn phải luân hồi tùy nghiệp lưu chuyển vậy thì phải đợi đến đức phật tiếp theo xuất thế trên thế giới này lại thêm một lần đầy đủ tam bảo xem quý vị có nhân duyên này hay không lúc đó lại được thân người thân cận phật pháp trước và sau lúc này đều không có duyên gặp phật nghe pháp do nghiệp trọng duyên bạc ký bớt kiến phật diệt bớt gian pháp cố văn sinh tại phật tiền phật hậu nạn đoạn gian này chúng ta phải đặc biệt chú ý hai câu ở trong đó Bất kiến Phật, bất gian Pháp Gọi đó là nạn Nếu thấy Phật nghe Pháp Tức không có nạn nữa Trong địa ngục có gặp Phật nghe Pháp không? Có Nhưng rất ít đó chính là khi làm người đã tích được công đức lớn làm việc thiện lớn nhưng lâm chung một niệm sai lầm bị đọa địa ngục chỉ một sai lầm đã đọa địa ngục Tuy đọa địa ngục Nhưng năng lượng chủng tử Của thiện căn phước đức Rất lớn Cho nên ở trong địa ngục Vẫn có thể nhìn thấy Phật Bồ Tát Cũng có thể gặp Phật nghe Pháp Bồ Tát tại địa ngục Giáo hóa chúng sanh Mọi người đều biết đó là Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát không phải là một người. Địa Tạng Bồ Tát rất nhiều, rất nhiều. Tất cả chư Phật Như Lai, Pháp thân Bồ Tát. Nếu như người quá duyên với các ngài bị đọa vào địa ngục một niệm sám hối vừa khởi thừa nhận tôi sai rồi tin tức này lập tức truyền khắp pháp giới hư không châu biện pháp giới phật bồ tát đều biết vừa biết thì tự nhiên phản ứng liền xuất hiện trong địa ngục ngay trước mặt chúng sanh hữu duyên đó bồ tát hiện thân đều gọi là địa tạng bồ tát cho nên địa tạng bồ tát là tên chung không phải là tên riêng đều gọi là địa tạng bồ tát từ bi vô lượng ngày đến giúp đỡ quý vị thoát ly địa ngục đến cõi nào vậy? đương nhiên tốt nhất là đến cõi người. Vì sao vậy? Cơ hội gặp phật nghe pháp ở cõi người nhiều nhất. Các cõi khác có nhưng không nhiều. ở cõi người duyên nhiều nhất. cho nên thân người khó được phật pháp khó nghe. Đức Phật không nói Thân thiên nàng đặc Phật Pháp nàng dân Ngài chỉ nói Thân người khó được Phật Pháp khó nghe Thân người đáng quý Chính do Người dễ giác ngộ Dễ sanh tịnh độ Cuộc sống cõi trời tốt quá Vui nhiều khổ ít Không muốn tu hành Không muốn giảng sanh Họ lưu luyện môi trường xuyên hoạt của họ Không nỡ rời bỏ Trong ác đạo khổ quá làm cho tâm thoát ly tâm cầu sanh tịnh độ đều quên hết phật bồ tát hiện thân trước mặt họ nhắc nhở họ họ cũng không nhớ ra cho nên trong sáu đường Dùng địa vị Phật để xuất hiện trong thế gian Giáo hóa chúng sanh Trong sáu cõi Chỉ có hiện trong cõi người Các cõi khác chỉ hiện thân Bồ Tát Hiện thân Thanh Văn Hiện cùng thân với tất cả chúng sanh Điều này nhiều nhất hiện phật thân chỉ có ở cõi người những hiện tượng này đều nói cho chúng ta một sự thật đó chính là cõi người tuy cực khổ cõi người có thể giải quyết vấn đề chỉ cần giác ngộ nếu muốn chân giác ngộ chân giác ngộ bạn phải buồn bò có gì làm chướng ngại quý vị giác ngộ chướng ngại quý vị giác ngộ nghiêm trọng nhất là tự tư tự lợi là danh văn lợi dưỡng là tham sân si mạng bên ngoài là ngũ dục lục trần phương pháp tốt nhất để phá mê khai ngộ là học tập kim giáo phương pháp học tập kinh giáo tốt nhất là giảng kinh dạy học quý vị xem mười phương chư phật như lai chư đại bồ tát chẳng ai không xuất thân ở cõi người Giảng kinh dạy học Thật sự là tự lợi lợi tha Ngày ngày giảng kinh dạy học Quý vị sẽ không bị tất cả các duyên bên ngoài quấy rầy Hãy Quý vị có thể bảo vệ bản thân Không bị ảnh hưởng bởi ngoài giới Quý vị mới có thể đắc định Mới có thể khai huệ Mới có thể chứng quả Phàm bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng Quý vị không thể thành tựu có làm việc tốt nhiều hơn nữa thì vẫn còn trong lục đạo thoát ly không khỏi lục đạo thoát ly không khỏi lục đạo đồng nghĩa với việc đời này sống uổng phí sống vô ích không một mảy may thành tựu cho nên người học phật hơi khóa chiều mỗi ngày lúc chúng ta phản tỉnh sám hối có nghĩ đến vấn đề tôi hôm nay có bị cảnh giới quấy rầy hay không tôi nghĩ rất nhiều người đều chưa hề nghĩ đến vấn đề này nếu như nghĩ đến vấn đề này Bản thân sẽ lo sợ Vì sao vậy? Vì quý vị chưa tiến bộ Đều sống qua ngày Như vậy thì đắt được gì? Người khác khen vài câu Vui lắm Quý vị bị họ làm ảnh hưởng rồi Người khác hủy bán liền sân si Sao ta không làm chủ tí nào cả Chuyển theo cảnh giới bên ngoài Đó là luân hồi Ngày ngày làm việc luân hồi Tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi Quả báo sau này chính là luân hồi Đáng sợ lắm Quý vị không thật sự hiểu hoàn cảnh Tâm cảnh giác không phát huy được Rất nhiều người đều biết thành tựu của lưu tố dân cư sĩ Bà không có sở trường gì Tình cảnh giác của bà cao Duyên của bà cũng rất thù thắng Bà bị bệnh lao da ban đỏ Còn nghiêm trọng hơn cả ung thư Bác sĩ nói với bà Bà có thể chết bất cứ lúc nào Để bà phải có sự chuẩn bị về tâm lý Duyên này tốt lắm Bà y cảnh giác cao độ Từ sáng đến tối 12 tiếng đồng hồ Chỉ câu niệm Phật một bộ kinh vô lượng thọ. Ngoài hai việc này ra, bà buông bỏ hết. Bà liên thanh tự, thanh tự như vậy đó. Quý không bị ngoại giới quấy rầy. Thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, đều một câu a di đà phật. Tất cả tri kiện chính là một bộ kinh vô lượng thọ Mười năm như vậy ba thành tựu rồi Chúng ta ngày nay ngay cả một ngày cũng không làm được Ta có thể không bị ngoại giới quấy rầy chăng? việc không bị ảnh hưởng bên ngoài là không trách người khác hoàn toàn là do mình người ta tán thán quý vị khen tặng quý vị cung kính quý vị a di đà phật người ta đến chửi lăng nhục sỉ nhục quý vị a di đà phật không bị họ quấy rầy Quý vị thấy tức là A-di-đà Phật, thật là A-di-đà Phật. Nhìn thấy người tốt A-di-đà Phật, thật sự A-di-đà Phật. Nhìn thấy người ác, thật sự A-di-đà Phật, thật không phải giả. Dạ. Quý vị liền thành Phật rồi. Không có tâm oán hận không có tâm quan hỷ Niềm quan hỷ chân thật đó chính là Pháp hỷ sung mãn Chửi quý vị, lăng nhục quý vị, hại quý vị Đều là A-di-đà Phật Luôn quan hỷ Không bị mảy may tổn hại Tuy có lấy dao giết tôi A-di-đà Phật Tôi đến thế giới cực lạc đây Cảm ơn ông Nếu không tôi phải sống thêm ít ngày nữa Ông tiễn tôi đi sớm hơn một ngày Tôi cảm ơn ông Thật sự không giả dối tí nào Phải cảm ơn Vì sao vậy Anh ta tạo là ác nghiệp Ác nghiệp của anh ta đến địa ngục chịu quả báo Anh ta đến địa ngục Còn tiễn tôi đến thế giới cực lạc Tôi làm sao mà không cảm ơn được Tôi có thể hận anh ta sao Nếu tôi hận anh ta Không biết cảm ơn Sẽ đi cùng đường với anh ta Cùng xuống địa ngục Sẽ oan oan tương bào Cảm ơn Thật sự cảm ơn Bất luận chịu những tai nạn to lớn bao nhiêu Nếu không có việc đó Bồ Tát định thử thách tôi Xem tôi có thật sự buông xuống rồi không Xem tôi có còn nhiễm ô không? Tôi thật sự thanh tịnh chưa? Cho nên ngày trước khi tôi ở Mỹ, tôi xem trong kinh có hai câu, mỗi ngày đều là ngày tốt, mỗi giờ đều là giờ lành. Tôi tiếp hai câu nữa, mỗi người đều là người tốt, mỗi việc đều là việc lành. Chẳng sai chút nào Thế gian không có ác nhân Yêu ma quỷ quài đến chỗ tôi Đều là Phật Bồ Tát Cho nên cảnh tùy tâm chuyển Phạm phu, phạm phu đáng thường, điên đảo Tâm họ tùy cảnh chuyện Sai rồi Tâm tùy cảnh chuyển, bạn sẽ chuyển đến A Tỳ Địa Ngục. Cảnh tùy tâm chuyển, bạn liền có thể thành Phật, thành Bồ Tát. Cho nên, Ngẫu Ích Đại Sư nói hay lắm, Cảnh duyên không tốt xấu. Tốt xấu do nơi tâm. Hoàn cảnh bên ngoài, Thiện duyên ác duyên Thuận cảnh nghịch cảnh đều bình đẳng Không sai khác Tốt xấu là do bản thân chúng ta chấp trước phân biệt hư vọng Lìa phân biệt chấp trước tức bình đẳng rồi Nhìn không ra tốt xấu Nhìn không ra thiện ác Thị phi Thiện ác Ta chánh Đều là thứ sản sinh Ở trong dòng niệm Lìa dòng niệm phân biệt chấp trước Liệu bất khả đắc Nó không phải là thật tướng của dạng Pháp Nó là hư giả dạ. Phạm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Người thật sự học Phật Đặc biệt trong thời đại này Chắc chắn sẽ gặp đại nạn Phải chịu khổ lớn Người khác không tin Quý vị thiện tâm thiện ý đối đãi họ Họ hoài nghi rằng Anh có ý gì đây Có mục đích gì đây Có ý đồ gì Có phải muốn hại tôi không Người ta không nghĩ theo chiều hướng tốt Toàn nghĩ ngược lại Quý vị phải chịu đựng được Phải không thay đổi Mới có thể thành tựu Bởi vì đây là một thời đại đặc biệt Phải đặc biệt có trí huệ Đặc biệt đức hạnh Mới có thể giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này Chúng sanh khổ nạn này Dùng những thái độ đó đối xử với ta Có thể chịu đựng Thì ta đã giúp họ tiêu trừ nghiệp chướng, Giúp họ vui bồi phước đức trong Phật Pháp gọi đó là Chịu khổ thay chúng sanh Tất cả tội nghiệp họ đã tạo Tôi chịu thay họ Chứ gì suy nghĩ cho kỹ Rồi thể hội xem có phải là đạo lý này không Người đã trải qua đại nạn Đã chịu khổ lớn Dần dần những chúng sanh này Sẽ giác ngộ Họ sẽ tin tưởng quý vị Họ sẽ nghĩ tôi ức hiếp người khác Người đó tức giận sẽ trả thù tôi Tôi ức hiếp anh Anh không tức giận Không trả thù tôi Lại còn giúp đỡ tôi Trước lúc làm chung họ sẽ nghĩ lại Trong đời này tôi đã gặp được một người tốt Họ liền giác ngộ Đời này không giác ngộ Đời sau sẽ giác ngộ Chắc chắn sẽ có ngày giác ngộ Họ sẽ cảm ơn quý vị Bản thân chúng ta có thể chấp nhận không những nghiệp chướng bản thân được tiêu trừ Vừa rồi đã nói qua nghiệp chướng chung sanh Ta cũng tiêu trừ thay cho họ Cụ thể sự thật giúp họ tiêu trừ nghiệp chướng này Chính họ dần dần sẽ nhận ra Họ giác ngộ ra Họ tỉnh ngộ ra vậy cho nên không lo bị thiệt nhớ kỹ cổ nhân có câu chịu thiệt là phước đại phú đại quý từ đâu mà có được từ chịu thiệt mà tu được từ bị lừa mà tu được vậy quý không phải là lợi dụng mà có người hay lợi dụng rất thông minh cuối cùng cũng bị thông minh làm cho sai lầm vì sao vậy nếu họ vào tam đồ Họ phải trả nợ Sát sinh Phải đền mạng kiếm tiền Yếu liệu trái dụ Nhất ẩm nhất trạc Mạc phi tiền định Ngày Lý Thế Dân cũng nói Sát nhân thương mạng Khiếm trái hoàng tiền Làm đế dương cũng không thể trốn nợ được Câu nói này là thật không giả tí nào Oan oan tương bào Không dứt không hết Đó mới gọi là thật khổ cho nên người quý ở chỗ giác ngộ giác ngộ nhất định phải gặp được Phật phải nghe được pháp không gặp được Phật không nghe pháp làm sao có thể giác ngộ người thế gian chịu oan uổng lớn nhất điều này không nhẫn được tức quả không chịu nổi khổ không kể nổi vì thực sự tức giận là giả không phải là thật Vậy thì không cần phải nuốt Chỉ cần quá giải là được rồi Không việc gì nữa Hà tất phải chấp trước như thế Sai lầm đều do chấp trước Chấp trước kiên cổ Không chịu buông xuống Phật dạy chúng ta buông xuống Thể hiện tấm gương buông bỏ cho chúng ta thấy Chúng ta xem tiếp xuống dưới Hữu thử, thử chi bác sử Tuy cảm báo khổ là hữu vị Nhi năng bất đắc kiến Phật Bất văn chánh Pháp Cố tổng xưng di nạn Trong giáo lý Đại Thừa giảng về nạn Nạn là gì? suốt đời không thấy phật không nghe pháp đó là nạn vậy chúng ta nghĩ xem trong xã hội này trên thế giới này nhân khẩu hơn sáu tỷ rưỡi người bao nhiêu người đời này không thấy được phật không nghe được pháp tai họa do thiên nhiên và con người gây nên không phải là nạn không thấy phật không nghe pháp mới thật là nàng Từ chỗ này chúng ta mới thật sự thể hội được Phật Pháp nan dặn Thật sự thể hội được Phật Pháp là bảo Có người một ngày không ăn cơm cũng không sao không ngủ cũng không sao một ngày không nghe kinh thì làm sao được không nghe kinh là gì đó là đại bất hiếu đại bất kinh cha mẹ ta thầy giáo ta biết được chuyện này điều họ hy vọng duy nhất là gì hy vọng chúng ta nhanh chóng thành phật thành phật rồi độ họ ta thành phật chậm một ngày họ ở trong ác đạo trong sáu đường thêm một ngày chịu khổ việc này mới là việc lớn là việc lớn số một trong đời người vậy Mấy người biết được? Con người sống tại thế gian mơ mơ hồ hồ, lờ mờ không hiểu. Nếu họ thật sự hiểu được, thấy Phật nghe Pháp là đại sự đầu tiên, họ diễn diễn sẽ không lìa xa Phật, sẽ không lìa xa Pháp. Bất luận ở đâu, mở mắt ra, họ chắc chắn sẽ nhìn thấy tượng Phật. Gặp Phật rồi. Bất luận lúc nào, bất luận ở đâu. Tâm của họ sẽ không rời Phật hiệu. Không xa rời kinh văn. Lời giáo quận quan trọng của Phật Bồ Tát Đều ghi nhớ trong lòng Thường xuyên ôn lại Đó chính là nghe Pháp Đại hiếu đệ nhất trong thế gian và suốt thế gian là chư Phật Như Lai Không có ai có thể sánh bằng Năm xưa Thầy Giáo Phương giới thiệu Phật Pháp cho tôi Vì sao tôi tin ông ta? Vì ông ta thật làm Ông ta ngày ngày đọc tụng Đại Thừa Vui theo không mệt kinh vàng quan trọng trong kinh giáo đại thừa ông có thể đọc thuộc lòng từng đoạn từng đoạn. Điều này pháp sư xuất gia không thể sánh kiện. Ông nói Phật pháp với quý vị, trích dẫn kinh điển đọc từng đoạn từng đoạn cho quý vị nghe. Quý vị không thể không khâm phục. Ông không làm việc giả dối. Ông làm giả Tùy chúng ta đơn độ Một lần hai lần không nhận ra Chúng tôi gặp nhau đã hơn hai mươi năm Chắc chắn nhìn thấu Ông làm thở ông thỉnh một bộ Đại Tạng Kinh, bộ kinh đó tôi giới thiệu cho ông. Thỉnh về rồi ông thật lòng đọc, không giống như người khác thỉnh về rồi để trên giá sách diễn diễn không đọc. Thờ ở nơi đó, thầy phương thật sự đọc. lúc đó ông với địa vị là một học giả không phải tín đồ phật giáo mà thích kinh giáo đại thừa đến như vậy ông hoàn toàn tự lập trường học thuật để xem kinh phật cho nên ông khẳng định thừa nhận thích ca mâu ni phật là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới này Trên thế giới nếu thật sự có thêm vài người như vậy xuất hiện Phật Pháp sẽ hưng dượng hơn Cho nên thấy Phật nghe Pháp Quan trọng hơn bất cứ thứ gì Một ngày cũng không thể bỏ qua. Một ngày không thấy Phật, không nghe Pháp thì đã gặp nạn rồi. Chúng ta xem tiếp ở dưới. Cực lạc thị giới tác diễn vô chư nạn. Bởi vì ở thế giới cực lạc, thấy phật nghe pháp có thể nói là niệm niệm không gián đoạn báo thân phật ứng thân phật pháp thân phật đều ngay trước mặt phàm phu giảng sanh thế giới cực lạ từ lúc phật phóng quang tiếp dẫn ta giảng sanh trở đi quý vị ở thế giới cực lạ Bất luận thời gian ở đó lâu đến đâu Trong kinh nói là ba A tăng kỳ ký Một niệm của quý vị cũng không rời A Di Đà Phật Điều này là thật, không phải hư dội Một niệm không xa lìa nghe Pháp Quý vị thấy Phật nghe Pháp vĩnh diện không gián đoạn Đó là thế giới Tây Phương cực lạ Ứng quả thần của A-di-đà Phật vô lượng vô biên ở thế giới cực lạc khắp nơi đều thấy Phật Ngay y bảo ở thế giới cực lạc Ao sen bảy báo nước tám công đức Cây cối hoa chim Đều do Phật A-di-đà biến hóa mà có Đó toàn là thân của Phật A-di-đà Trong kinh cũng nói rõ Tình và hữu tình trong thế giới cực lạ Đều diện nói diệu pháp Nghe kinh tùy ý Muốn ngồi nghe cũng được Tản bộ nghe cũng được Nằm dưới đất nghe cũng được Ai giảng kinh cho quý vị nước chảy âm thanh nước chảy đang ở đó giảng kinh quý vị nghĩ xem tự tại biết vào nước gì sao giảng kinh vì do phật a di đà biển quá ra ở nơi đó thể hiện đầy đủ nghệ thuật dạy học của phật a di đà nếu thân phật a di đà ở nơi đó quý vị phải cùng kịn cùng kịn quý vị thấy có lỗi khi nằm một bên phật a di đà biến thành nước chảy biến thành chim nhỏ đang thuyết pháp cho quý vị, vậy thì quý vị có thể phóng dật một tí, có thể tự tại một tí. Phật A Di Đà được đại tự tại. Ngài sẽ không làm khó một ai. Chính là hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Giống như trong Kim Lăng Nghiêm nói Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng Ở thế giới Tây Phương cực lạc Mọi lúc mọi nơi đều có thể nhìn thấy Cho nên diễn diễn không có cát nạn chính là diễn diễn sẽ không bị không thấy phật nghe pháp diễn diễn không bị gián đoạn việc thấy phật nghe pháp như viên trung sao di vô tam độc chi nhân bất tạo ác nghịch chi nghị tam độc là tham sân si ở thế gian này vì tham sân si mà tạo ác nghiệp vô lượng vô biên định thế giới cực lạ tham sân suy mạng nghi hoàn toàn không còn tự nhiên đoạn tận cho nên họ không tạo ác nghiệp Cố vô tam đồ chi khổ quả Vô tam đạo chi chướng nạn Tam đồ tam nạn đều chỉ cho địa ngục súc sanh ngạ quỷ Thế giới Tây Phương Cực Lạ không có ba cõi này vì sao vậy vì người ở nơi đó không có ai tạo nghiệp tam đồ không có nhân đương nhiên sẽ không có quả văn pháp nhập định bất đọa vô tử Của vô trường thọ thiên nạn giả ở trước chúng ta đã đọc qua vô tưởng thiên vô tưởng thiên ở cõi tứ thiền hiện giờ tây phương cực lạc trong tứ thiền không có vô tưởng thiên suy thọ cực lạc Thường thọ giáo hóa Cố vô bắt cô lô châu nạn dạ Chính là uất đơn việt, Tuy thọ cực lạ Bản thân Ngày ngày tiếp nhận Thời thời tiếp nhận Sự giáo hóa của bổn sư a di đà phật thập phương thế giới chư phật như lai cho nên sẽ không có bắc châu bắc châu không chịu gặp phật không chịu nghe pháp họ rất vui vẻ họ không có tai nạn không muốn học Phật Cực lạc ở thế giới cực lạc Cực lạc chính là học Phật Ngày ngày gặp Phật, ngày ngày nghe Pháp Lục căng thanh tịnh Minh lợi hiệp huệ Cố vô manh lung ám á nạn giả Manh lung ám á là sáu căn không đầy đủ Ở đây chúng ta gọi là người tàn tật Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có Người tàn tật niệm Phật Cũng được sanh tịnh độ như vậy Sanh định thế giới cực lạc Thân tướng tương đồng với Phật A-di-đà Không gì sai khác Chúng sanh sanh giả Giai chánh định tụ Sở dĩ một hữu thế trí biện thân Không có nạn này Đó không phải là tà định tụ Đó là chánh định tụ Chánh định tự tánh vốn định Trong lục tổ đàn kinh có nói Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động Đó chính là tự tánh vốn định Chánh định tù A-di-đà Phật Kim hiện tại thuyết pháp Kinh vô lượng kiếp quan âm tức bổ kỳ xứ Hiệu Phổ quan công đức sơn dương Phật Cố vô Phật tiền Phật hậu nạn giả Đó là nói thế giới cực lạc phật a di đà duyên giáo hóa chúng sanh của ngài đã hết ngài cũng nhập niết bàn vậy thế giới cực lạc phải làm sao quan âm bồ tát tiếp nối thành phật không như thế giới này của chúng ta Quý vị nghĩ xem Sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ Đức Phật tiếp theo là Bồ Tát Di Lạc Bồ Tát Di Lạc đến thế giới này thành Phật Khi nào mới đến? Thời gian ở thế gian chúng ta là sau năm tỷ sáu trăm triệu không trăm bảy mươi ngàn năm ngũ thập lục ước thất thiên dạng năm Bồ Tát di lạc đến thế gian này để thành Phật Cũng chính là nói Ở thế gian này Thời gian giữa Đức Phật này và Đức Phật khác xuất hiện quá lâu Trong thời gian dài như vậy Không có Phật giáo hóa Chúng sanh phải làm sao Đức Phật thật rất từ bi Quý vị xem Trong kinh địa tạng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dặn dò Đức Địa Tạng Bồ Tát Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ Trước khi Bồ Tát Di Lạc xuất thế Thời gian này Mong Địa Tạng Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Thay Phật giáo hóa chúng sanh cho nên địa tạng bồ tát cao hơn tất cả bồ tát khác hiện nay ngài đang thay thế phật dùng ý ở đây thật thâm sâu phải nên thế hội cho được vậy vì sao đức thích ca mâu ni phật không đem việc thay thế phật giao cho quan âm bồ tát giao cho giang thù bồ tát phổ hiền bồ tát vì sao không giao cho ai khác mà giao cho địa tạng bồ tát trong pháp đại thừa địa tạng bồ tát tượng trưng cho pháp gì chúng ta sẽ hiểu ra địa tạng bồ tát tượng trưng cho hiểu thần tôn sự Phật không trụ thế, không ở thế gian này, không có Phật, người người hiểu được hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Xã hội này sẽ không bị loạn. Xã hội này sẽ yên bình. Nhân dân sinh hoạt rất hạnh phúc. hiếu thân tôn sư là gốc của phật pháp đại thừa dường như ngày nay cái cây này cây đã đến mùa đông rồi lá rụng hết hoa quả cũng chẳng thấy nữa ngày đông vàng giặc, gốc của nó chưa hư đến mùa xuân lại sẽ nảy mầm lại sẽ đâm chồi nảy lọc ra hoa cơ trái Địa tạng Bồ Tát tượng trưng cho gốc rễ Gốc rễ chôn dùi về đất Gốc rễ này là hiếu kính Pháp thế gian, xuất thế gian Đều từ gốc rễ hiếu kính mà sinh trưởng ngày nay phật pháp gặp nạn nạn đến mức độ nào gốc rễ bị phá sạch rồi trên thực tế chúng ta không xem nó là phá sạch mà coi nó bị tổn hại nghiêm trọng vì sao vậy gốc này là thật bất luận người nào cũng không thể diệt trừ nó được Ngay súc sinh cũng có thể làm được Con người nếu tiếp thu được giáo dục của Thánh Hiền Thì gốc này dễ dàng hồi sinh trở lại dễ dàng nảy mầm lại lớn lên chắc chắn sẽ ra qua kết quả gốc của truyền thống văn hóa trung hoa chính là hiếu đệ Câu đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phương dạy chúng ta Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng Đó là gốc Đáng tiếc ngày nay Không ai dạy nữa Thời gian là mất lâu quá Tổn hại nghiêm trọng quá rồi Nói thật lòng Đối với sự việc này Chúng ta đã mất hết niềm tin Nhưng chúng ta làm thí nghiệm ở thang trì Phát hiện Gốc vẫn còn Mọi người cùng học tập đệ tử quy Không đến ba tháng Đều hiểu được hiếu đạo Đều hiểu tôn kính người lớn Chúng tôi cảm thấy rất kinh ngạc Có người sao mà dễ dạy quá vậy Không khó chút nào Nhưng ở đây có một vấn đề then chốt Bản thân người dạy phải làm được Bản thân chưa làm được Sẽ không có hiệu quả như vậy Cho nên năm xưa 37 vị thầy Dùng bản thân làm nguyên tắc Họ đem hiếu thân tôn sư diễn ra Biểu diễn ra Để quý vị thấy được để quý vị tự thân thể hội được Cảm động được cư dân nơi đó Bản thân không làm được Chỉ nói xuống Ai tin tưởng ta Cho nên Phật dạy người Diễn thuyết Y giáo phụng hành Vì người mà diễn thuyết Diễn là biểu diễn Làm để người khác thị Người ta hỏi Quý vị nói rõ thêm cho họ Họ liền hiểu được Quý vị chưa làm được quý vị nói làm sao không giống nói không giống được cho nên không thể cảm động người khác bản thân thật sự làm được rồi quý vị nói ra mới có thể cảm động người khác ở trung quốc Hồ Tiểu Lâm diện thuyết được mọi người thích nhật Nguyên nhân là gì? Ông ta làm được. Ông ta chẳng có gì khác. Đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp, ông đều làm được. Báo cáo của ông rất sinh động. Thường thường làm cho thính chúng rơi lệ. Có sức thuyết phục lớn đến như vậy Chẳng có gì ngoài bản thân đã làm được Hồ Tiểu Lâm học Phật Đến nay được khoảng năm thứ tư rồi Không lâu Có được thành tựu lớn như vậy Chính là thật làm Không gì khác ngoài thật làm Không hàm hồ tí nào gặp phật nghe pháp ngày ngày không gián đoạn ông còn mở xí nghiệp ông nói với tôi sau khi học phật công việc mỗi ngày của ông là buổi sáng lễ phật tụng kinh Buổi chiều đến công ty làm gì Buổi trưa cũng ở công ty Đóng cửa văn phòng lại Không nghe điện thoại Buổi trưa văn phòng làm việc Chính là đạo tràng Là Phật đường của ông Không ai có thể gõ cửa ông Bất luận là việc gì Cũng không được đi tìm ông Buổi sáng mỗi ngày từ 8 giờ đến 12 giờ. Ông thật sự tu hành. Tụng kinh, có khi buổi tối tụng kinh quên cả ngủ nghỉ. Đến trời sáng cũng không hay Cho nên nếu quý vị hỏi người ta làm sao thành tựu được Kỳ thực chỉ sáu chữ Cổ kim đông tây không có ai là ngoại lệ Thứ nhất là trung thực Thứ hai là nghe lời Thứ ba là thật làm Nghe hiểu rồi thì phải làm phải làm cho được Đó chính là cảm động người Cực lạc thế giới A-di-đà Phật viên tịch Quang âm Bồ-Tát Tức bổ Kiền sự a di đà phật niết bàn quan âm bồ tát liền thành phật quan âm bồ tát tương lai niết bàn đại thế chí bồ tát tiếp đó thành phật không bị gián đoạn cho nên thế giới cực lạc không có nạn phật tiền phật hậu vì thế thế giới đó không có bát nạn không có bác khổ tam khổ dưới đây giảng về ác thủ thế giới tây phương cực lạc cũng không có ác thú ác thú thú giả vì chúng sanh thú giảng chi sự hữu nhân tất hữu quả tùng nhân hướng quả thị danh thụ thiện nhân thiện quả ác nhân gọi là ác thú Tiêu chuẩn của thiền ác Là Pháp Thế gian Chúng ta ngày nay chọn đệ tử Quỳ Của Nho Giáo Thái Thượng Cảm ứng Thiên Của Đạo Giáo Thập Thiện Nghiệp Đạo của Phật Giáo đó là ba cái gốc của thích nho đạo Nương theo tiêu chuẩn này mà tu Chính là thiền pháp Trái với tiêu chuẩn này Đó chính là ác pháp Ngày nay trung quốc sau khi mất nước vào thời mãn thanh ba gốc này bị xem nhẹ không ai giảng nữa ngày xưa ba cái gốc này nhà nhà đều dạy nhà nhà đều học Chứ gì nếu lật vỡ Gia phổ của mỗi nhà Sẽ nhìn thấy trong gia phổ Có gia quận Có gia quy Được thuộc về loại này vậy Lão tổ tông nhà này Làm sao để dạy hậu nhân của họ Đều có ai cũng phải tuân thủ cho nên gia đình ngày xưa đã cống hiến rất nhiều cho sự an định của xã hội vì sao vậy vì nhân dân đều được gia đình dạy tốt nhà nhà đều dạy khoảng dân quốc năm thứ mười mấy hai mươi điều này đã bị xem nhẹ đã rất ít rồi sau khi kháng chiến thắng lợi thì không còn nữa không còn thấy nữa cũng không ai nghe nói nữa trước kháng chiến vẫn còn độ tuổi của tôi còn dính được một tí ngoài rìa lúc đó tôi khoảng năm sáu tuổi nhưng còn nhớ rất rõ tôi còn nhớ vào thời đó phật pháp có một điều gọi là thân quyền xử phân tôi ấn tượng rất sâu đậm Hình như điều luật này bị phế trừ vào năm dân quốc năm thứ hai mươi mấy đó Thân quyền nghĩa là gì? Thân là cha mẹ của ta Thân sinh phụ mẫu Nếu ta không hiếu thuận Cha mẹ có quyền Đến chính phủ Đến tòa án tố cáo Đứa con này bất hiếu các ông sử tử nói dùng thân quyền sử phân này quan tòa nhất định phải tuân thủ không có biện hộ vì sao vậy cha mẹ người không cần người nữa cha mẹ là người yêu thương bảo vệ còn cả nhất cha mẹ không cần nữa thì quý vị không còn tư cách để làm người lập tức chấp hành không ai đến biện hộ cho ta được Cho nên điều khoản đó Rất nghiêm khắc Quý vị nghĩ xem Thường người bất hiếu với cha mẹ Cũng phải làm bộ một tỷ Cũng phải nuôi dưỡng cha mẹ Nếu không khi họ tố cáo Thật sự sẽ xử tử Không phải giả đâu Quý vị tìm luật sư cũng vô dụng Đó là pháp luật thời xưa Quý vị nghĩ xem Điều này dân quốc vẫn còn bảo tồn Đến năm thứ hai mươi vì thị trung quốc thời cổ đại bất hiếu cha mẹ là tội lớn thứ nhất người bất hiếu cha mẹ dối thầy phản đạo sẽ không còn cách gì làm người trong xã hội tội nghiệp cực trọng Câu xá luận bá diệt Thú vị sở giảng dạ. Chính là đi về đâu Hướng về phía nào Hướng về xứ sở nào Hữu Pháp Hoa Văn Cụ Kỳ Diệt Pháp Hoa Văn Cụ do trí giả Đại Sư Diệt Tùng Nhất chỉ Nhất từ một nơi đến một nơi khác gọi là thú Á à thú tức ác đạo tức địa ngục ngạ quỷ súc sanh tam ác đạo giả quý vị hướng đến nơi này tức là sai rồi tâm sân nhuệ đi đến địa ngục Tâm tham lam đi đến ngạ quỷ Tâm ngu si đi đến súc sanh Đó là ba ác đạo Tội nghiệp trong ba ác đạo trong Thái Thượng Cảm ứng Thiền nói rất rõ Các bạn học trong học viện chúng ta Mấy năm trước Cũng đã bỏ ra một ít thời gian Đem những nhân quả địa ngục Nhân duyên quả Phật Nói trong Đại Tạng Kinh từ 25 loại kinh luận tóm tắt lại thành một quyển sách tên Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu Về vấn đề nhân Giảng rõ ràng Tỷ mỹ hơn đạo giáo. Quyển sách này cũng đã lưu thông với số lượng lớn rồi. Đọc nhiều có điều tốt. Đọc nhiều quý vị sẽ có tâm cảnh giác. Quý vị sẽ biết việc gì có thể làm Việc gì không thể làm Lúc tạo tá kỳ dễ Nhưng quả bao đến Thì phiền phức lớn đây Nói tóm lại Tham sân si Chiêu cảm ra ba đường địa ngục ngạ quỷ xuất sanh này. Kim A Di Đà giết bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo, xá lợi Phật kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh. Hà huấn hữu thật thế giới cực lạ không nghe đến tên ác đạo. Bởi vì thế giới cực lạ không có ba đường á. Phạm Thánh Đồng Cư Độ Chỉ có hai đường Nhân và Thiên Cho nên Chúng ta ngày nay nếu làm không tốt Thì sẽ đi vào ba đường A Tiêu chuẩn làm người Theo tiêu chuẩn văn hóa truyền thống Trung Quốc mà nói tiêu chuẩn của nhà giáo ngũ luân quý vị đã làm được chưa phụ tử hữu thần phu phụ hữu bị quân thần hữu nghĩa trượng âu hữu tự băng hữu hữu tín bạn đã làm được hay chưa năm điều này là nói về mối quan hệ trong mối quan hệ phải có tôn ti có lớn nhỏ có trật tự trên phương diện đức hạnh thường đạo chính là đức hạnh căn bản nhân nghĩa lệ trị tĩnh quý vị đã làm được hay chưa nhân là ái nhân nghĩa là tuân lý khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác xử sự đối người tiếp vật phải hợp tình hợp lý hợp pháp đó gọi là nghĩa lễ là lễ tiết những quy phạm trong cuộc sống hàng ngày trị là lý trí chứ không phải làm việc theo cảm tính cái cuối cùng là tin dùng người phải giữ chữ tin không thể lừa dối người khác không được lừa dối bản thân Ngủ thường thường là vĩnh hằng bất biến Năm loại đức hạnh này Đó là làm người Luôn thường không còn Cổ nhân dị với súc sanh Người với súc sanh chẳng khác gì nhau Người có luôn thường Hiểu được luôn thường súc sanh không hiểu Từ ngũ luân diễn sinh ra Tứ duy ngụ đức Lễ nghĩa liêm sĩ Hiếu đệ trung tính nhân ái hòa bình Đó là quy phạm cơ bản để làm người Bắt buộc phải làm được mới xem là một con người đời sau mới không mất thân người mới không bị đọa ba ác đạo nếu như tiêu chuẩn này mà ta cũng không làm được ta đều vi phạm ba đường ác sẽ có phần của ta Phật Pháp vạn rất đơn giản Thập thiện nghiệp đạo Đó là Phật giáo dục cho rộng rãi chúng sanh Không sát sanh, không trộm cắp Không tà hạnh Không giọng ngữ, không lưỡng thiệt Không nói thêu dệt, không ác khẩu Không tham, không sân, không xịn si. Không tham không sân không si thì không có ba đường ác rồi. Đó là tiêu chuẩn thông thường. Tiêu chuẩn phổ biến Có người không thể không học con người ngay cả tiêu chuẩn này cũng không đầy đủ Thì không thể học Phật Học Phật là từ tiêu chuẩn này mà nâng cao thêm nữa Đó là Phật Đạo Trong quá khứ Bất luận là tại gia học Phật hay xuất gia học Phật Điều này là giới luật cơ bản Điều kiện này không đầy đủ Thì không thể học Phật Trong kinh Phật triển khai Chúng ta đều nhìn thấy thiện nam tử, thiện nữ nhân Tiêu chuẩn này chính là Điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp mới có thể gọi là thiện nam tử thiện nữ nhân Điều kiện này đủ để vào cửa Phật Giao cửa Phật là phước thứ hai Thỏa trì tam quy Cụ túc chúng giới bất phạm uy nghi Đó là nhập môn Nhân giới đắc định Nhân định khai huệ Giao cửa Phật là bắt đầu từ việc giữ giới Phước thứ ba là Phát Bồ Đề Tâm Thâm tính nhân quả Độc tụng đại thừa Khuyến tân hành giả Câu cuối cùng này là Hoàng Pháp lợi sanh Mười câu ở trước Đều thành tựu bản thân Thành tựu đạo đức học dẫn của bản thân Như vậy mới có thể hoàn pháp lợi sanh Ba điều này tổng cộng 11 câu Là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Của việc tu học Đại Thừa Phía sau Đức Phật nói ba điều này Đó là Tam Thế Chư Phật Tịnh Nghiệp Chánh Nhân Tất cả những người thành Phật trong quá khứ Hiện tại vị lai Đều nương theo ba điều mười một câu này từ căn bản mà được thành tựu không có cơ sở này sẽ không thành tựu được vậy mới biết ba điều này rất quan trọng năm đó tịnh tông hợp hội thành lập chúng ta định ra cương lĩnh tu hành Có tổng cộng 5 loại Mọi người nhớ kỹ Càng đơn giản càng tốt Thứ nhất chính là Nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Của tịnh nghiệp tam phước Thứ hai là lục hòa kính Bất luận là người tại gia hay xuất gia Mọi người cùng nhau tu tập Phải nên đối đãi hòa thuận Đối xử bình đẳng Thứ ba là tam học giới định tuệ Thứ tư là lục ba la mật Bộ thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiên định bát nhã Thứ năm là phổ hiền Bồ Tát thập đại nguyện dương Quy phạm trong cuộc sống hàng ngày của học trò của tịnh tông Chính là năm điều này Năm loại Rất dễ nhớ Khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác Không thể làm trái với năm tiêu chuẩn này Trong điều thứ nhất của tịnh nghiệp Tam Phước Bao gồm ba gốc rễ của nho thích đạo Đó là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng Chắc chắn ở trong đệ tử quy từ tâm bất sát nằm trong cảm ứng thiên Câu cuối cùng là tu thập thiện nghiệp Ở trong thập thiện nghiệp đạo Ba điều này là căn bản của căn bản Không có ba điều này Bất luận tu học pháp môn nào Cũng không thể thành tựu Niệm Phật cũng sẽ không giảng sanh Người niệm Phật chỉ có thể nói Kết thiện duyên với tịnh tâm cùng Phật A Di Đà mà thôi. Đời này không thể thành tựu. Nương theo quy củ này để tu tập. Đời này nhất định sẽ sanh Tịnh độ. Bạn có thể nắm vững Nguyên tắc cao nhất Của tịnh nghiệp tam phước này Ba cái rễ này cắm vững Tu sáu hòa kính Tu giới định tuệ Quý vị có thể sanh vào Cõi phàm thánh đồng tư nếu như quý vị có thể thực hành sáu ba la mật, Bồ Tát lục độ, quý vị có thể làm được, thì sẽ giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là phương tiện hữu dư đồ. Quý vị có thể làm được mười đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát. Chúc mừng quý vị, quý vị sinh vào thế giới Tây Phương Cực Lạc, sinh vào cõi thật báo trang nghiêm. Phật Bồ Tát nói những phương pháp này cho chúng ta Chúng ta phải nghe lời Chúng ta phải thật làm Năm điều này Nếu trong đời này thật sự làm được Thì thật sự quý vị Giáng sanh vào cõi thật bảo Không giả chút nào những điều một này chúng tôi đã giới thiệu tường tận trong bộ kinh này rồi cho nên diễn nghĩa này các bạn tu theo tịnh tông không thể không nghe không nghe không thuộc làm sao tu pháp này tu hành không gì khác chính là tu trong cuộc sống hàng ngày từ sáng đến tối sinh hoạt hàng ngày công việc đối người tiếp vật khởi tâm đồng niệm không làm trái lời dạy của chư phật phải nghe lời đây đều là lời phật dạy y giáo phụng hành thật làm thật sự chắc chắn quý vị sẽ thành tựu Câu cuối cùng Thử chánh đệ nhất đại nguyện Quốc vô ác đạo chi thành tựu Nguyện thứ nhất trong 48 đại nguyện Của Phật A-di-đà Nói thế giới cực là không có ba đường ác Cũng không có la sát Cũng không có tu la Chúng ta xem tiếp đoạn ở dưới ma não thế giới này có ma giả phạn ngữ ma là người trung quốc thích đơn giản bỏ mất âm đuôi chỉ dùng chữ ma từ này trong kinh điển phật giáo thời kỳ đầu chữ ma ở phía dưới không có bộ quỷ mà là bộ thạch tức là Chữ ma trong từ triết ma Ma là Người ta bỏ đi bộ thạch Thay vào đọa bộ quỷ Do lương vụ đế làm Chữ này do lương vụ đế phát minh Lương vụ đế nói Chữ triết ma này nghe khổ quá Đáng sợ quá Còn đáng sợ hơn cả quỷ vì thế đổi bộ thạch thành bộ quỷ Cho nên vào thời cổ Trong từ điển của Trung Quốc không có từ này Chỉ trong Phật Pháp mới dùng từ này Ngày nay đã dùng rất phổ biến rồi Nên biết được nguồn gốc của nó Nghĩa nói dịch là năng đoạt mạng Chứa ngại, nhiễu loạn, phá hoại những điều này đều xem như là ma loạn ma chướng có nhiều ý như vậy ở trong đó nghĩa lâm chương lục giải thích phạn dân ma la thử dân nhiễu loạn chướng ngại phá hoại nhiễu loạn thân tâm chướng ngại thiện pháp phá hoại thắng sự thắng sự ở đây là việc tốt là việc có ích đối với xã hội đối với đại chúng nó phá hoại sự tốt đẹp đó đó đều gọi là ma la Thử lược dân mà Thử thị trung quốc nhân Thử phương Giảng sưng Di ma nhất cá tự Hữu Quệ lâm âm nghĩa thập nhị Dân Ma la Đường dân lực giả dạ. Đường là đời nhà đường Lúc phiên dịch đã dịch nó là lực Tức tha hóa tự tại thiên trung ma dương ba tuần Chi dị danh giả Rất nhiều bạn học Đều quen thuộc trong phật pháp đại thừa ma dương ba tuần chuyên chướng ngại phật pháp chướng ngại người tu hành vì sao họ làm chướng ngại vì tâm tự tư tự lợi của họ quá nặng Tha quá tự tại thiên Thiên dương của dục giới thiên Đều muốn người trong thống hạt của mình nhiều Phật lại độ họ ra khỏi dục giới Đều dạy họ vừa qua luân hồi Thoát khỏi sinh tử Ra khỏi tam giới Thế thì nhân khẩu của họ càng ngày càng ít nên luôn bày mưu nghị cách để chứa ngại Làm cho những người kia tu đạo tu không thành công Quý vị không phải chân tu mà là giả tu Nó rất vui Tuyệt đối nó không đến chứa ngại quý vị đâu Quý vị thật tu họ liền chứa ngại Thật làm họ liền đến kiếm chuyện Đó là Ma Dương ba tuần Loại quỷ thần này có thần lực lớn Có thể làm khó người tu Pháp xuất thế, Gọi đó là Ma La Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây Di Đà Phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.